Xin chào tất cả các bạn. Trên tay mình đang là một hộp của một sản phẩm JBL Extreme. Mình sẽ quay một một chút về cái phần hộp. Một số thông số này, về thông số về pin, có mic, micro này. Pin nó giới thiệu là xài được 15 giờ. Số thông tin nữa, đây có một số thông tin về hộp. Sẽ không có gì hay, mình mà tiến hành mở hộp luôn. Đây đây là bên trong. Bên trong sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, sách hướng dẫn sử dụng jack hai đầu 3.5 màu cam. Này chắc là cáp sạc này. Một đầu USB. Một đầu là micro USB. Mặt cam luôn. Một cái dây đeo. Một cái dây để mà đeo chiếc loa trên vai. Rồi, đây là sản phẩm chính của chúng ta. Chiếc JBL, chiếc loa dài khoảng hơn một gang tay. Tại mình có một tay thôi thì các bạn thông cảm. Đây chiếc loa đây. Đây JBL. Đây chiếc loa JBL của chúng ta. Màu như màu quân đội ấy. Đây là để cài vào, để cài cái này vào này. Hai bên đều có này. Đây là nút, các nút Bluetooth này, giảm âm lượng, cộng trừ, các nút 6 nút 1, 4, 5, 6. Đây là mình sẽ quay qua phần đế. Đây là cái đế của nó. Một số thông tin đó tiếng Anh. Đây các cổng kết nối đều giấu trong cái sạc mô tia này. Mở ra khó, có hơi khó. Sẽ có một cổng để thẻ nhớ USB 3.5mm và cổng sạc. Đây nó có để bên ngoài này, thẻ nhớ này, USB này, cái này là bộ word, này là AUX là jack 3.5, này dịch vụ gì đó. Thì bên ngoài, bên trong khó gỡ quá, mình không có thể quay cho các bạn được. Rồi, đây là sản phẩm mình mới vừa mua, JBL. Lo dài khoảng 25 cm, hơn 25. Còn qua bên đây nữa, bên đây là hai cái loa bass của nó. Hai bên đều có.